Đối với dưỡng ẩm thì có rất là nhiều cách, chẳng hạn như là dùng serum, dùng kem dưỡng, dùng mặt nạ. Tuy nhiên để mà nó hiệu quả nhất thì mình nên kết hợp nhiều sản phẩm lại. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà mình không có kinh phí và mình chỉ được lựa chọn một sản phẩm duy nhất thì mình cứ lựa chọn kem dưỡng ẩm. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của bác sĩ Nguyên. Và trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Nguyên sẽ chia sẻ với mọi người những cái bí quyết để giúp cho da của các bạn căng bóng, trẻ hóa và mịn màng hơn, đặc biệt là sau cái độ tuổi 40. Bác sĩ Nguyên nghĩ rằng sau độ tuổi 40 thì hầu hết mọi người đang có những cái vấn đề về da, như là da mình nó nhăn nheo hơn, nó chảy xệ hơn, nó không còn mịn màng như trước đây. Thì rất là nhiều chị em chúng ta băn khoăn, làm cách nào để chúng ta có thể chăm sóc được làn da của mình ngay tại nhà mà da mình lại được căng bóng và trẻ hóa. Thì trong cái video này, bác sĩ Nguyên sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn. Thì như trong rất là nhiều video bác sĩ Nguyên đã từng chia sẻ, khi mà bước sang độ tuổi 40 thì mình bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền mãn kinh. Và ở cái giai đoạn này thì da của chúng ta sẽ xấu đi hơn rất là nhiều, do bị ảnh hưởng bởi một cái hormone ở bên trong cơ thể, đó là hormone estrogen. Nó sẽ làm cho da mình khô hơn, nhão hơn, nhiều nếp nhăn hơn. Và chính vì cái lý do như vậy, chúng ta cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn để mà làm cho da mình trở nên căng bóng và trẻ hóa hơn. Và đây là cái thời kỳ mà mọi người phải tập trung vào việc chăm sóc da và chăm sóc bản thân. Bởi vì chỉ cần không chăm sóc da trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì chúng ta sẽ thấy là da mình và sức khỏe của mình bị xuống cấp rất là nhanh. Và tất nhiên sẽ luôn có những cái cách rất là đơn giản để mình có thể làm ngay tại nhà, giúp cho da mình gần như là ngậm nước và căng bóng ngay lập tức. Thì cái bí quyết đầu tiên bác sĩ Nguyên muốn chia sẻ với chị em ở độ tuổi khoảng 40 đó là mình hãy sử dụng AHA. AHA hay mọi người còn gọi đó là tẩy tế bào chết dạng hóa học. Thì cái AHA này nó rất là hay ấy mọi người. Nó sẽ giúp cho da mình thứ nhất là mịn màng hơn, thứ hai là bóng hơn. Mà AHA lại là những cái axit từ tự nhiên nên nó khá là lành tính. Nó là một họ các cái loại axit, chẳng hạn như là axit lactic đến từ sữa chua này, axit mandelic này, axit malic này đến từ táo này, axit glycolic này và thêm một số cái loại axit khác nữa. Và khi mà chúng ta bôi cái AHA lên trên da thì nó sẽ lấy đi những cái tế bào xỉn màu ở trên cùng, nên giúp cho da mình thứ nhất là sáng hơn, thứ hai là da sẽ mịn màng hơn. Mà cái AHA mình dùng nó có một cái hiệu ứng rất là hay, đó là da nó căng căng lên, nó bóng hơn, do nó hút nước từ môi trường xung quanh để cung cấp cho làn da. Vì vậy bí quyết đầu tiên các chị hãy ghi xuống đó là dùng AHA càng sớm thì càng tốt. Bí quyết số 2 là dưỡng ẩm mạnh nhất có thể. Có thể là khi mà mình ở độ tuổi tầm 15, 20 tuổi, 25 tuổi thì da mình nó rất là nhiều dầu. Và khi dùng các cái sản phẩm dưỡng ẩm thì nó có thể gây bít tắc lỗ chân lông và làm cho cái tình trạng mụn nặng hơn. Nhưng mà bước sang 40, hầu hết làn da đã chuyển sang là khô và rất là khô. Nên lúc này cái việc dưỡng ẩm lại rất là dễ dàng và chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái sản phẩm dưỡng ẩm mạnh cho da là da của mình nó sẽ căng, nó ngậm nước và nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Đối với dưỡng ẩm thì có rất là nhiều cách, chẳng hạn như là dùng serum, dùng kem dưỡng, dùng mặt nạ. Tuy nhiên để mà nó hiệu quả nhất thì mình nên kết hợp nhiều sản phẩm lại. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà mình không có kinh phí và mình chỉ được lựa chọn một sản phẩm duy nhất thì mình cứ lựa chọn kem dưỡng ẩm. Và đối với những cái làn da 40 thì dưỡng ẩm mình không có lo bít tắc lỗ chân lông, không có lo bị mụn nữa, mà chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái sản phẩm dạng kem nó hơi dày một xíu, hơi đặc một xíu, hoặc là dạng dầu thì càng tốt. Nó sẽ giữ ẩm tốt cho làn da của mình và nó cũng làm luôn cái nhiệm vụ là bảo vệ cái làn da. Bí quyết tiếp theo là một bí quyết cực kỳ quan trọng và mọi người phải thực hiện ngay, đó là dùng kem chống nắng mạnh nhất có thể, bảo vệ da tối ưu nhất có thể. Khi mà mình bước sang cái độ tuổi mà 40 á, da đa phần mọi người sẽ gặp cái tình trạng là không đều màu, rồi da nó có những cái vấn đề như là nám, tàn nhang rồi lại đốm nâu. Thì khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng á, nó sẽ bảo vệ cái da mình tối ưu nhất. Bôi kem chống nắng là cách đơn giản nhất và cũng là cách hiệu quả nhất để mà mình bảo vệ da. Sau khi mà mình đã sử dụng kem chống nắng đúng và đủ rồi thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số cái biện pháp khác, chẳng hạn như là sử dụng vitamin C kết hợp với viên chống nắng hoặc là uống viên chống nắng để mà bảo vệ da. Nhưng mà đầu tiên vẫn phải là sử dụng kem chống nắng. Và cái kem chống nắng á, thì ngày xưa là mình cũng có thể là mình sợ bị mụn, mình không có dùng kem chống nắng. Nhưng mà khi mà chúng ta bước sang 40 rồi á, thì mọi người hết cái vấn đề là bị mụn và tắc lỗ chân lông rồi, thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái sản phẩm kem chống nắng nó đủ tốt mà nó đủ mạnh cho làn da. Thì thông thường là thông qua hai cái chỉ số ở trên kem chống nắng, đó là cái chỉ số SPS và chỉ số PA. SPS nên lựa chọn là lớn hơn 30 và PA là từ 3 cộng trở lên. Thì mọi người
người biết là mình sử dụng kem chống nắng để làm gì hay không? Bởi vì trong ánh sáng mặt trời á, nó có hai cái tia mà gây hại cho làn da của chúng ta, đó là tia UVA và tia UVB. Thì cái tia UVA nó sẽ đi sâu vào da và làm đứt gãy các cái sợi collagen và elastin, làm cho da mình là nhăn này, sệ này. Còn cái tia UVB thì nó lại đi nông hơn, nó gây nên cái tình trạng là nắng, bỏng da và sạm da. Thì khi mà mình dùng kem chống nắng thì nó sẽ bảo vệ lại da của mình trước những cái tia này. Tiếp theo là một bí quyết cực kỳ hiệu quả, đó là các chị hãy sử dụng retinol càng sớm càng tốt và sớm nhất có thể. Thì cái retinol á, nó rất là nổi tiếng rồi, nó như là một cái hoạt chất vàng ở trong chăm sóc da, đặc biệt là các bác sĩ da liễu hoặc là các cái beauty mà mọi người thấy là da của họ rất là căng, rất là bóng thì chắc chắn là có sử dụng retinol rồi. Thì cái retinol á, mình dùng á, ban đầu nó chưa có đẹp đâu, có thể là nó cứ hơi khô, hơi kích ứng, hơi bị đỏ da, nhưng mà dùng khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm á, thấy cái da mình nó khác biệt hoàn toàn luôn, gọi là bóng hơn và giảm nếp nhăn và cái da nhìn nó rất là khỏe mạnh á. Và nhiều người thì sợ dùng retinol bị cái này, bị cái kia, nhưng mà thật lòng á, nếu mà cá nhân bác sĩ Nguyên có một cái lời khuyên cho mấy chị ở 40 á, mà không có gọi là có nhiều kiến thức mà muốn lựa chọn một cái sản phẩm để chống lão hóa thì hãy chọn retinol. Thì cái retinol này nè, nó sẽ kích thích da của mình á, tăng sinh collagen và elastin, nên nó làm da mình căng hơn nè, tăng cái sự đàn hồi lên nè, giảm cái sự chảy xệ nè. Tiếp theo là bí quyết số 5, bí quyết số 5 để da mình căng bóng, đó là tiêm mesotherapy. Thì tiêm mesotherapy á, thời gian gần đây được rất là nhiều người lựa chọn, đó là tiêm vi điểm ở trong da đó, tức là mình tiêm từng điểm nhỏ và cái thành phần tiêm thì đa phần là HA cộng thêm một số cái dưỡng chất. Khi mà mình tiêm vào trong da thì da mình nó được nuôi dưỡng sâu hơn, bởi vì mọi người biết á, da mình nó cũng có cái hàng rào bảo vệ da. Nếu mà chúng ta cứ bôi vào da thì có thể là nó không thấm được, nó không có xuống sâu được da, thì da mình nó không có được nuôi dưỡng tốt, đặc biệt là những chị mà càng lớn tuổi rồi thì tất nhiên là cái da của mình nó không còn khỏe như ngày xưa. Thì có thể là dùng cái biện pháp là tiêm mesotherapy. Tiêm mesotherapy thì nó có một cái nhược điểm là nó hơi đau, tuy nhiên về mặt tác dụng phụ thì hầu như là nó cũng không có nhiều, nó khá là an toàn. Nhưng mà mọi người tiêm thì cũng phải tìm đến bác sĩ da liễu hoặc là những cái cơ sở mà uy tín để mọi người tiêm. Thì cái này là mình phải tiêm ở các cái thẩm mỹ chứ không phải làm tại nhà. Và cái bí quyết cuối cùng cũng là bí quyết quan trọng nhất mà lại rẻ tiền nhất, đó là ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện đúng cách. Đây là những cái điều rất là cơ bản và đơn giản, tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe cũng như là làn da của con người. Và cái da của mình nó có tươi tắn, khí sắc nó có tốt hay không thì nó sẽ rất là liên quan đến cái việc là sức khỏe bên trong của mình như thế nào. Và cái sức khỏe của mình thì nó không phải là uống một cái thực phẩm chức năng hoặc là một cái loại thuốc nào đó mà nó khỏe được, mà nó phải thông qua là ăn uống. Những cái thực phẩm nào mình nên ăn, đó là rau xanh, củ quả tươi, giảm bớt là đường, giảm bớt tinh bột, giảm bớt muối, giảm bớt những cái thức ăn mà chế biến sẵn. Tập luyện thì sao? Tập luyện thì là chỉ cần là đi bộ, yoga hoặc là chạy bộ mỗi ngày khoảng 30 phút là đủ, để mà nó sẽ kích thích cơ thể của mình tiết ra những cái hormone hạnh phúc, giảm đi những stress, bài tiết mồ hôi để mà đào thải độc tố. Và cuối cùng đó là nghỉ ngơi. Thì một cái giấc ngủ nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng và tái tạo lại. Mình chỉ cần mất ngủ khoảng một đêm thôi, mình thấy là ngày mai mình sẽ không có năng lượng và sức khỏe để mà làm bất kỳ việc gì cả. Nên mọi người hãy dành thời gian khoảng 8 tiếng mỗi ngày để mà có một cái giấc ngủ thật là sâu, thật là ngon, bắt đầu từ khoảng 11 giờ cho đến khoảng tầm 7 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng, như vậy là đủ. Hy vọng là qua video này mọi người đã bỏ túi cho mình được 6 cái bí quyết rất là đơn giản bác sĩ Nguyên vẫn đang thực hiện mỗi ngày để có một cái làn da căng bóng mịn màng, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên sau 40 tuổi.